Mai cho em lời khai nội nè. Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ mời cả nhà cùng đi Thái Lan ăn chân gà sốt Thái với mình nha. Nếu là tín đồ đam mê các món ăn từ chân gà thì các bạn không thể bỏ qua món chân gà sốt Thái thơm ngon hấp dẫn với cách làm vô cùng đơn giản. Với các nguyên liệu chân gà, cóc, sả, tắc và một số nguyên liệu khác thì chúng ta đã có một món chân gà sốt Thái vô cùng hấp dẫn rồi đó các bạn. Để lựa chọn chân gà tươi ngon thì các bạn cần phải quan sát chân gà có màu trắng hồng tự nhiên, phần xương bên trong vẫn còn đỏ. Bạn cũng có thể nhận biết chân gà tươi bằng cách dùng tay sờ, chân gà còn tươi ngon sẽ có lớp da đàn hồi, trên da không có nhớt, cầm lên tay thấy chắc tay. Không chọn mua chân gà bên ngoài quá mập mạp, căng phồng, lớp da không bị nhăn. Nếu chân gà xuất hiện dị tật, nổi cục u nần, máu tụ thì có thể đây là chân gà bệnh, không nên mua. Ngoài ra, tránh chọn những chân gà bị trầy xước hoặc bị đập vì nó thường là chân gà đã bảo quản lâu rồi đó các bạn. Khi luộc chân gà thì các bạn nhớ cho thêm sả, gừng, lá chanh và cho thêm một ít bột nghệ để chân gà được vàng và thơm hơn nha các bạn. Các bạn đừng quên cho thêm vào nước luộc chân gà một ít gia vị như là bột nêm, muối tôm và một ít đường nữa nha. Mách nhỏ với các bạn cách chọn cóc ngon. Cóc ngon là cóc có màu xanh tự nhiên, không bị trầy xước hay chai sần. Hạn chế chọn cóc mà ngã sang màu vàng vì đó là cóc đã để lâu và gần chín. Cóc khi cầm lên thấy nặng, cứng, chắc tay, có mùi thơm nhẹ đặc trưng. Phần cuốn còn nguyên vẹn, dính chặt vào thân. Nếu có một lớp nhựa xung quanh thì đó là cóc mới hái. Và các bạn nên chọn cóc Thái cho món chân gà sốt Thái này thì sẽ ngon hơn. Khi luộc chân gà, các bạn nên lưu ý là chúng ta sẽ luộc chân gà vừa chín tới thôi, không để chân gà quá lâu, vì để chân gà luộc lâu thì cái lớp da bên ngoài nó sẽ bị bở, không có được giòn và ngon nữa đó cả nhà. Sau đây thì mình sẽ tiến hành làm cái phần nước sốt Thái nha. Mình cho vào một muỗng muối tôm, một muỗng đường và một muỗng sa tế tôm, 2 muỗng nước sốt Thái, 1 muỗng ớt bột. Nếu các bạn thích cay hơn nữa thì các bạn có thể cho thêm vài quả ớt tươi nữa. Cho thêm 2 muỗng tương ớt chua ngọt nữa nha các bạn. Trộn đều cái phần nước sốt này lên. Sau đó rưới tất cả cái phần nước sốt này vào. Mình thì mình sử dụng gia vị nấu lẩu để làm nước sốt trộn chân gà sốt Thái. Còn các bạn thì các bạn sử dụng gia vị gì? Có thể để lại bình luận phía dưới chia sẻ với mình nhé. Sau khi làm nước sốt xong thì mình sẽ để phần nước sốt này vào phần chân gà và tất cả các nguyên liệu còn lại trộn chung với nhau. Các bạn trộn thật là đều để cho phần chân gà, phần cóc được thấm gia vị nha. Chân gà sốt Thái này tuy là một món ăn vặt nhưng các bạn cũng có thể làm để đãi tiệc, đãi bạn bè. Món chân gà sốt Thái này là món ăn vặt được nhiều người yêu thích nhờ vị chua, cay, kích thích vị giác. Cách làm chân gà sốt Thái cũng rất đơn giản phải không nào? Các bạn chỉ cần một vài bí quyết nhỏ thôi là đã có thể hoàn thành món chân gà sốt Thái này rồi. Chúc các bạn thành công! Nào, cùng mình thưởng thức món chân gà sốt Thái thôi! Xin chào và hẹn gặp lại nha!